Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Với tùy tính chất công việc và môi trường học tập khác nhau thì mình nghĩ các bạn sinh viên sẽ có những nhu cầu tìm thiết bị và cấu hình khác nhau. Tuy nhiên, nếu như các bạn học về kiến trúc, thiết kế hay đồ họa thì mới cần những chiếc máy có cấu hình cao. Và với tầm giá hơn 17 triệu đồng, mình sẽ đem đến một sự lựa chọn cực kỳ hời cho các bạn học sinh sinh viên. Và dân văn phòng một chiếc laptop đến từ Dell Virtual 3400. Bây giờ cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Dòng Virtual này của Dell thì hướng tới đối tượng người dùng là những người đi làm, môi trường văn phòng hoặc doanh nghiệp. Chính vì thế, vẻ ngoài của Dell Virtual 3400 vô cùng đơn giản với một màu đen bao phủ toàn bộ máy. Bề mặt trên được sơn phủ đen nhám và có các đường cắt phủ toàn bộ bề mặt. Và bề mặt này thì sẽ hạn chế bám vân tay, mồ hôi tay hay thậm chí nếu máy có bị xước thì cũng rất khó để các bạn có thể nhìn ra. Logo Dell thì vẫn được đặt nổi bật ở chính giữa giúp dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Và ở đây thì Dell Virtual 3400 được làm từ chất liệu nhựa. Chất liệu hoàn thiện của Dell làm mình khá ấn tượng vì khung máy lẫn khung bàn phím đều không có chút flex nào cả. Vì chất liệu bằng nhựa nên Dell Virtual hạn chế tối đa trọng lượng chỉ nặng có 1,59kg, độ dày là 19mm khá mỏng. Các bạn có thể dễ dàng cầm theo laptop đi theo bất cứ đâu. Bản lề của máy thì hơi cứng, mình nghĩ đây là một sự chắc chắn nữa đến từ thiết kế của Dell. Bản lề được đặt về hai bên và các bạn sẽ phải dùng hai tay để có thể mở được chiếc bản lề này. Và về màn hình thì đây là một chiếc màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tần số quét 60Hz với tấm nền WVA. Hơi tiếc một chút vì ở phiên bản này không được trang bị tấm nền IPS. Tuy nhiên với tấm nền WVA cũng đem lại cho các bạn góc nhìn rộng lên đến 178 độ và các bạn vẫn có thể xem màn hình ở nhiều vị trí khác nhau mà không lo hình ảnh bị biến dạng. Bên cạnh đó thì màn hình được trang bị công nghệ chống chói anti-glare, đảm bảo khả năng hiển thị của Virtual 3400 rõ ràng trong nhiều môi trường với điều kiện ánh sáng khác nhau. Và màn hình thì sẽ được bao trọn bởi cạnh viền siêu mỏng. Cạnh trên thì được trang bị webcam 720p, tích hợp micro để các bạn có thể học tập và làm việc online, phòng trường hợp không có tai nghe vẫn có thể đàm thoại được bình thường. Đáng nói nhất trên chiếc laptop này chính là phần hiệu năng. Khi Dell Virtual 3400 sở hữu Intel thế hệ thứ 11 Tiger Lake, Core i5-1135G7, 4x8 luồng, RAM 8GB, 512GB SSD và đi kèm là card đồ họa NVIDIA GeForce MX330. Và với hiệu năng này, các bạn có thể sử dụng được nhiều tác vụ hơn với tốc độ xử lý mượt mà hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu sử dụng những tác vụ nặng trong thời gian ngắn thì cũng có thể hoàn thành trên chiếc máy này. Thêm vào đó thì máy còn có thể nâng cấp được RAM để tối ưu được dung lượng, lưu trữ được nhiều hơn và để có thể sử dụng cũng như là xử lý các tác vụ đa nhiệm tốt hơn. Và tính đa dụng trên chiếc Dell Virtual 3400 cũng được đề cao khi máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, khi có đến 3 cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Và ở trên chiếc máy này thì sẽ được trang bị bàn phím gõ khá là thích, cảm giác khá êm. Tuy nhiên thì hành trình phím hơi nông nên các bạn sẽ phải làm quen nếu mua chiếc máy này. Và bên cạnh đó là phần touchpad với kích thước vừa phải, khả năng tracking tốt, di mượt và các bạn sẽ không cần nhất thiết phải đầu tư chuột rời khi mua chiếc laptop này. Và ở đây thì Dell 3400 sẽ được trang bị pin 3 cell 42W. Và trên một chiếc laptop với kích thước 14 inch thì các bạn sẽ sử dụng được trong khoảng 5 tiếng với các tác vụ cơ bản. Tổng kết lại, trong tầm giá hơn 17 triệu đồng, hiệu năng tốt, có thể nâng cấp, màn hình phù hợp để giải trí, không bị hạn chế góc nhìn và có camera để đàm thoại thì Dell Virtual 3400 là sự lựa chọn đáng mua cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.